việc mà thực hiện các cái hiện đại hóa các cái giao dịch của ngân hàng thì theo quan điểm của chúng tôi thì nó cũng phù hợp với cái xu thế của thế giới, đó là cái xu thế sử dụng các công nghệ số trong cái hoạt động ngân hàng. Thứ hai thì là nó cũng phù hợp với chính cái nhu cầu của các khách hàng, khi mà hiện nay chúng ta đều biết là cái tỷ lệ khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ, có cái xu hướng dùng các cái công nghệ số và các cái thiết bị số rất là nhiều. Do vậy cho nên là cái việc mà mang lại một cái trải nghiệm mang tính số hóa trong các cái hoạt động ngân hàng thì chỉ là cái mục đích của chúng tôi. Ngoài ra thì đối với ngân hàng đầu tư của Việt Nam thì cái chiến lược của chúng tôi đó là lấy khách hàng làm trọng tâm. Do vậy cho nên khi khách hàng có những cái nhu cầu về số hóa, về các cái trải nghiệm số và với cái thời đại mà bùng nổ công nghệ thông tin như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là việc mà hiện đại hóa các cái hoạt động ngân hàng nó là điều rất là phù hợp với lại cái xu thế và cái nhu cầu khách hàng. Tôi mong muốn là với cái nỗ lực như thế thì BIDV sẽ đến gần hơn với khách hàng và mang